Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik là Rayzi Pentahedron 5 lớp. Rayzi là nó có cái vòng tròn ở trong này, Pentahedron là nó có 5 mặt và 5 lớp, 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái lớp trên và lớp dưới đây là con ticker LED, cho nên lớp trên lớp dưới nó chỉ có một màu thôi, cho nên nó không phân biệt. Đối với con ticker thì nó sẽ dán thêm cái màu ở bên cạnh này, cho nên ta phân biệt vị trí. Ở trong cái mặt của lớp thứ hai và lớp thứ tư nó có màu ở trong nữa, thì bạn phải nhích ra là mới xem được cái màu để phân biệt trên dưới. Đây này, như cái màu trắng này nó có cái màu vàng ở trong này, nhỏ xíu mình không thấy cái miếng ngang này, thì phải nhích ra coi chút xíu thôi. Rồi. Thì đối với cái mặt Rayzi thì có cái mặt màu cam là cái mặt giá trị 0, là cái tâm nó đứng yên, và cái mặt màu xanh cũng giá trị 0, cái tâm đứng yên. Có chỉ có cái mặt màu trắng là cái tâm đi theo, giá trị bằng 1. Rồi để mình giới thiệu bạn một số cái công thức. Công thức thì đối với công thức đây là R mình cầm, thì đây là mình để cái cạnh này nó quay về hướng mình. Bên này là một mặt thẳng nè, mặt này là mặt 1 và mặt này là mặt 0. Thì nếu mình xoay đây thì gọi là R. R không thể xoay như vậy mà phải xoay một lần là R2 đó, cho nên mình đọc là R luôn, tương tự như L cũng vậy, phải đọc L luôn, thật ra nó là L2. Rồi B và đây là F. Còn lại những cái trên này thì bình thường, là U và D là bình thường. Thì mình giới thiệu công thức đầu tiên, nó sẽ di chuyển ba cái viên góc trong, như viên xanh này nó sẽ nhảy qua đây, viên cam thì sẽ nhảy lên đây, và viên này sẽ nhảy xuống đây. Để mình đưa một cái viên này qua đây cho bạn dễ nhìn đó. Thì bạn thấy viên mình set up qua bên này, thì bạn thấy viên xanh này nó sẽ nhảy qua đây đúng xanh, cam này lên đây sẽ đúng cam, trắng này xuống đây sẽ đúng cái viên trắng. R U R U R D R U R U R D B R D R D R U R D R D R U và B. Đó, bạn thấy nó vô đúng rồi nè, vô đúng rồi nè, đúng rồi. Đó, mình trả lại. Rồi tương tự như vậy, chúng ta nếu dùng cái cạnh này là màu trắng á, bên này và màu xanh bên này, thì nó sẽ di chuyển cái viên này ra đây, và viên này lên đây, viên này sẽ xuống đây. Thì bạn thấy cam này vô đây sẽ đúng cam, trắng này lên đây và cam này xuống đây cái cam nữa. Như bạn không thấy gì khó thấy ha, để mình xoay cái mặt này qua đây. Xanh này sẽ lên, trắng này sẽ lên xanh, xanh này sẽ xuống đây và cam này sẽ qua đây. Ngược lại thì giống như vậy, hồi nãy xài R không, bây giờ xài L không. U thành U, U thành U, D thành D, D thành D, L U L U L D D gì này chứ lòng L D L U, suy ngược lại một lòng L U L D, hy vọng hồi nãy đúng rồi. B L D L D L U L D L D L U B. Rồi đúng rồi. Đó, mà thấy nó chạy lên xanh nó xuống này, nó trả lại. Đó là cái công thức mà di chuyển ba cái viên góc ở trong, mình sẽ làm cuối cùng. Rồi để mình giới thiệu thêm một số cái công thức nữa. Ví dụ như nếu mình cầm về, ví dụ L bên này, R bên này, thì nó sẽ di chuyển ba cái góc ngoài, ba góc ngoài mặt trên này, nó đi một vòng trên ngược chiều kim đồng hồ. Đây là công thức của cuboid đó các bạn. R U R U R U D R U R
R đi. Đó. Bạn thấy nó di chuyển ba. Bạn cảm giác như hai mặt này nó quay qua đây. Hai mặt trắng này nó quay qua đây và hai mặt xanh này nó quay qua đây. Rồi làm cái nửa xanh nó sẽ về đây nè. R U R Ui R Ui D R Ui R U R đi đó. Làm cái nửa sẽ đúng luôn. R U R Ui R Ui D R Ui R U R đi. Rồi, đó là cái công thức mà di chuyển ở trên. Mình sẽ giới thiệu bạn công thức di chuyển viên này xuống như này. Viên này sẽ nhảy lên, nó đổ hai cái viên ở ngoài góc này. Và đồng thời nó lật hai cái này. Thì giống như cua bo vậy đó. Thì bạn muốn không lật thì bạn đưa viên rác xuống. Rồi sau đó bạn đưa viên đúng xuống. Là R U R Ui, đó. Nó sẽ đưa cái viên trên xuống dưới. Này. À, mình khỏi cần xét cái vị trí ở trên là đưa xuống dưới. Hồi nãy là viên cam cam trắng hay cam xanh ở trên à, đưa xuống dưới. Rồi để mình giới thiệu thêm công thức nữa là nó sẽ đem cái viên cạnh ngoài. Rồi bạn thấy đây, màu trắng vàng nó sẽ đưa xuống như này. À, cam vàng sẽ đưa lên đây và cam tím nó sẽ qua đây. Lúc này không làm R mà làm L. L là cái mặt số 0 ha. L U L Ui. Đó, nó đem cam vàng nó lên nè, cam tím qua đây và trắng vàng xuống như này. Rồi đó là những cái công thức mà nó liên quan tới tầng trên và tầng dưới. Còn tầng chính giữa này bạn thấy là nó luôn luôn không đổi à, nó làm một màu luôn luôn không đổi đây. Thì cái tầng này thì chúng ta có thể để mình giới thiệu bạn một cái công thức là nó sẽ lật, nó lật hai cái cạnh của cái tầng vàng. Mình để giới thiệu cái đi cạnh trong trước đi. Cạnh trong này nó sẽ, mình nếu mình để bên này thì nó cái con trắng này, cái này mặt số 1, nó đem con trắng ở đây qua đây, con trắng này nó sẽ đem ra phía sau này. Đó là L R L R F. Rồi nếu con trắng bên này thì mình về qua bên này, về cái nguyên cái khối qua này cái xoay qua cái là Y rồi F cái nữa. Rồi nãy L trước, bây giờ R trước. R L R L F quay lại chỗ cũ, F ngay nữa. Bạn thấy đây màu xanh nè, màu trắng này nhảy qua đây. Màu trắng ở đây nó nhảy ra đây và màu xanh này nhảy vào. Mình làm cái nữa bạn thấy sẽ xanh nó sẽ qua đây nè. Trắng này qua đây và trắng này lọt về đây. L R L R F nhảy qua đây F R L R L F quay lại đây F đó. À, nó đã nhảy qua nè, nhảy qua nè. Tương tự vậy bạn có thể làm phía bên này. Làm phía bên này thì màu xanh này sẽ vô đây, màu trắng này sẽ lọt vào đây và màu cam này lọt về đây. À. Bây giờ hướng này thì mình làm R trước, mình luôn làm cái chỗ mà cái mặt không trước nè. R L R L F. À. Hồi nãy mình quay qua đây, bây giờ mình dời qua đây. F. Hồi nãy R trước, giờ L trước. L R L R F quay lại F
Đó. Mình thấy màu cam ra đây không? Màu xanh nó về đây. Đó. Màu trắng nó lọt ra đây. Đó là công thức với di chuyển ba cái cạnh trong. Rồi mình giới thiệu bạn cái ba cạnh ngoài. Ba cạnh ngoài thì rất là đơn giản. Ba cạnh ngoài là những cái cạnh ngoài này nè, nó đơn giản là bạn tới 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 luôn luôn xuống xuống lên lên thôi. Ví dụ như bạn cầm ở đây thì bạn đem cái mặt nè trắng xanh này vô đây thì cái mặt cam xanh nó ra đây và cam trắng nó sẽ qua đây nè. L R L R đó, di chuyển ba viên này thôi, có ba viên nè. Mình di chuyển qua lại này, cái này cam xanh vô đây, cái này ra đây, cái này vô đây. L R L R L. Đó, nó đơn giản như vậy. Rồi để mình giới thiệu cho bạn cái cách mà lật cái hai cạnh bị lật. Thì mình cầm dây này, trắng bên này, cam bên này. Thì đầu tiên là F L R L R F. Rồi bây giờ đổ thêm bên này R L R L. Bạn thấy nó đã lật viên này và nó lật cái viên này. Nó lật hai viên mà cái mặt mà số 0 á. Giờ mình lật lại. F L R L R F R L R L. Đó, nó đã lật lại nè. Tương tự vậy mình để qua bên này sẽ nó lật cái viên màu xanh này. Nó lật cái viên trắng này lên, nó lật viên cam này lên nè. Bên này thì ngược lại. F R L R L F L R L L. Đó, nó lật hai viên này lại. Rồi bây giờ mình gamble lên và tiếp thử giải con này ha. Giải viên này thì mình thấy cũng có vài cách giải, nhưng mà mình chọn cái cách giải này thì nó có nhiều công thức hơn, nhưng mà bù lại là nó đỡ suy nghĩ hơn, nó dễ hơn. Còn các bạn xài những cái loại khác thì công thức có thể nó ít hơn, dễ nhớ công thức hơn, nhưng mà nó sẽ phải suy nghĩ nhiều. Thì các bạn chơi rành các bạn nghiên cứu thêm ha. Còn mình sẽ giải theo cái cách là những cái công thức khi nãy mình vừa giới thiệu với các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bước đầu giải. Giải bước đầu tiên là chúng ta làm cho cái đúng cái cạnh ở trong này trước, để lát nữa mình làm được cái đường ngang này. Làm đúng cạnh trong này á, là mục đích để định cạnh thôi, để không bị lật tới lật lui. Còn nếu mà bạn vô bạn làm cho đúng cạnh trước rồi bạn làm ở trong thì nó sẽ bị có thể làm dầm vào cái trường hợp là không giải được. Thì khi mà chúng ta làm cạnh trong này xong, lấy chúng ta giải cạnh ngoài, cạnh trong nó cũng sẽ sai lại. Rồi lúc đó chúng ta sẽ giải lại bằng cái công thức khi nãy mình nói. Rồi làm này trước tiên thì mình kiếm một cái mặt mà không, mình cho nó đúng trước một cái. Đây là cho đúng cam trước này, vô cam. Cam này muốn nhảy qua bên kia. Phải nhảy qua bên này trước. Thì chỉ những cái viên ở trong nó đi là chỉ có khi nào nó vào mặt trắng nó mới được đi thôi. Cho nên bạn thấy nó không vào được thì bạn đưa nó về mặt trắng. Mặt trắng như là cái mặt chuyên chở vậy đó. Để đẩy nó qua. Đó. Rồi, trả lại. Được mặt cam rồi. Rồi, còn mặt còn lại thì cũng khá là dễ. Ví dụ như bạn thấy đây trắng thì bạn đưa cái mặt trắng đúng thì mặt kia sẽ đúng. Đưa nào vào đây thì không được thì bạn đưa cái mặt trùng mặt trắng này. Để cái trắng này nó qua nè, nó trùng cái mặt trắng nó trả lại là nó về mặt trắng nè, đưa mặt trắng vô, đưa vô ngay chỗ được đang có của nó nè, rồi trả lại nó qua bên này, rồi trả ngược lại là nó về cái trắng. Trắng về thì xanh cũng sẽ về. Rồi bây giờ bước tiếp theo mình sẽ làm cho đúng các cái viền
cạnh ngoài. Cạnh ngoài thì mình để mặt trắng ra sao? Nó đúng rồi nè, ai? Nó vô tình nó đúng rồi nè các bạn. Nó vô tình nó đúng. Thì có trường hợp là nó không đúng mà bạn đưa qua hoài nó không 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 vào, thì để mình làm cái trường hợp đó cho các bạn xem. Thì mình đổi hai cái viên màu trắng này nè. Đây. Bạn sẽ rơi vào cái trường hợp á, là một cái viên đúng và hai cái viên này sai. Cái đây là đáng lẽ là trắng cam nhưng mà là trắng xanh. Đây là nó sai hai viên. Sai hai viên thì bạn đưa tới đưa lui hoài nó sai hoài à. Nếu mà bạn đưa này thì nó đúng nè. Nhưng bù lại thì nó sẽ sai cái mặt trong này. Cho nên á là khi mà bạn rơi vào trường hợp là có một là ba viên đúng hết, hai là ba viên cùng sai thì bạn mới đưa về được, mình mới giải được. Còn nếu mà có một viên đúng mà hai cái viên sai này thì bạn không giải được. Thì muốn giải được bằng cách là bạn đổi lại hai cái viên cạnh trong này nè, thì cạnh ngoài nó sẽ chạy theo là nó đúng luôn cạnh ngoài. Rồi giờ đổi hai cạnh trong của màu trắng á, chứ còn hai màu này không đổi được. Giờ đẩy cái cạnh trong này ra, rồi thế cạnh trong này vào, trả này vào, rồi quay lại thế cạnh trong này vào. Đó, lúc nó đổi hai cạnh trong thì lúc này bạn thấy nó sẽ về đúng vị trí này. À, nếu mà nó sai vị trí kiểu này thì bạn giải lại bằng cách là bạn đưa nó về thôi, rất là dễ. Ví dụ như vậy, đây nó đang sai ha, là ba cái sai luôn nè, xanh cam sai sai nè, sai nè. Vì bạn bưa xanh cam về đây thì cam trắng nó sẽ qua đây đúng và xanh trắng nó sẽ qua đây đúng. Đây R L Rồi. Là. Đó, nó đúng rồi nè. Đúng thì hai con này bị lật, giờ mình lật lại như nãy mình nói thôi. Hai con này bị lật mà nó lật ở nằm ở phía của cái viên này. Vậy thì mình lật hai cái viên này trước. À, cho nó đúng đây. Rồi mình nhảy qua đây mình lật hai cái viên này nữa là xong. Lật hai viên này trước ha. F L R L R F R L R L Rồi, lật hai viên này nữa là xong. Thì lúc này trắng ở bên này ha. Vậy là F R L R L F L R L Rồi, chúng ta đã xong cái đường giữa. Còn nếu như tới khúc này cái đường giữa này nó bị sai, nó bị sai cái đường giữa này luôn, là do bạn quá trình bạn lật á, thì bạn làm thêm cái công thức khi nãy mà mình nói là dễ cạnh trong. Đây nè, đem này qua đây, đem này qua đây. Ví dụ vậy, mình làm thử cho bạn xem ha. Cạnh trong nè, hồi nãy mình nói rồi, giờ mình nói lại. L R L R F đem qua đây. F R L R L F F Đó, nó di chuyển cạnh trong nè. Rồi, mình làm ngược lại nè, mình quay qua đây, mình làm ngược lại để cho nó đúng lại nè. Trong trường hợp mà bạn giải tới cái bước này mà nó đúng rồi thì thôi, còn sai thì bạn dùng cái công thức này để không phải lật tới lật lui những cái cạnh này nữa. Đây là công thức gọi là phụ trợ thêm thôi. Rồi, làm bên này ha, là F R L R L À, nãy lộn rồi. Mà phải nãy F trước lộn. L R L R F Để mình nhầm nhầm ha.
mình phải lấy RL trước, R L R L F đem qua F L R L R F quay lại đây F. Đó. Làm cái nữa trắng nó sẽ qua đây, xanh nó sẽ qua đây, trắng qua đây là đúng. R L R L F đem qua đây F L R L R F. Rồi giờ mình làm có cành giữa này rồi thì mình làm cái mặt cái mình để cái gì đây, mình làm cái cạnh ở trong này thì ở mặt nếu mình cầm đâu mặt trắng đâu, mặt trắng đây chứ, mặt trắng đây, mặt mặt trắng mình dựa theo cái tâm giữa này ha, mặt trắng đây và mặt cam đây thì ở trên là vàng, à, ở trên là tím, ở dưới là vàng. À khoan đã, mình vặn cho cái mặt này cái cạnh hai cạnh dấu cộng này nó đúng luôn, thì vặn này nó dễ lắm. Thì bạn cho một cái mặt của cái số 0 đúng trước do mặt cam này, đưa mặt cam về đúng rồi. Còn lại đây thì mình đưa nó vào thôi. À, mặt trắng này đưa vào, né lên, trả lại, rồi trả lại đó. Rồi đem cái trắng này nữa, thì cái trắng này phải vào ngay chỗ này nè, thì đem qua, đưa cái trắng này vô, rồi mình trả lại, rồi mình trả cái màu này lại, đó, là chúng ta làm được cái cạnh trong ở trên mặt trên và mặt dưới. Rồi bây giờ ta làm cạnh ngoài của mặt trên và mặt dưới. Thì ở đây ta thấy cái màu vàng này, xanh vàng nó vẫn lẽ nằm ở đây. Vậy thì mình đem cái xanh vàng xuống, thì mình phải đem cái này vô đây để làm. Thì xanh vàng làm cái xanh vàng nó nhảy qua đây, rồi lát mình đem ở dưới này qua mình hứng là xong. L U L ui. Rồi trả lại đó, xanh vàng nhảy qua đây. Rồi mình muốn xanh vàng nó về đây thì mình đem này qua, mình làm hai lọc thì xanh vàng nó sẽ nhảy xuống đây. L U L U L U L. Đó, được xanh vàng rồi nè. Rồi, trả nó lại. Rồi bây giờ mình làm tiếp thêm xanh tím. Thì mình làm mặt xanh trước, tại vì hai mặt này nó ảnh hưởng mà. Còn mặt này không ảnh hưởng thì mình đem vô mình làm trước. Đây con này nó muốn lên đây, vậy thì đem nó qua. Rồi đem con này qua, làm cái con này nhảy lên này. L U L U. Đó, nó nhảy lên rồi, trả lại. Trả lại. Chúng ta xong mặt xanh, hai cái mặt xanh. Rồi còn mặt này thì nó vô tình đúng luôn rồi, cái vàng tím. Rồi cái tím đúng luôn. Không đúng thì bạn làm thêm một vài lần nữa nó sẽ đúng hai mặt này, rất là dễ ha. Thì hai mặt này thì bạn làm cái này trước và cái trắng vàng trước, rồi còn ba cái này lại còn lại là của nó đi trên đường này. Rồi xong. Chúng ta qua bước tiếp theo là chúng ta làm cho đúng cái góc ngoài. Cái góc ngoài đây ở đây thì nó cần cái gì? Còn cam và xanh mà mặt vàng. Cam xanh đây đây, cam xanh và nó có màu vàng. Vậy mình đem cái này qua để hứng kết quả. Muốn đưa con này xuống thì nó lật cái này, mình đưa cái rác nó xuống trước. R U R U R. Rồi, mình đem cái con đó qua. Đây, cam xanh đây. Cam xanh vàng nè. R U R U R. Rồi, đúng rồi, trả nó về. Rồi, trả cái này về. Tiếp tục làm đúng con này. Con này là trắng xanh, là con này nè, bị ngược màu, vậy đem nó vô. Rồi, đưa cái con sai xuống trước. R U R U
R. Rồi, đem con cần thiết qua đây. Con màu vàng nè. Trắng xanh màu vàng. R. U. R. U. R. Xong, trả lại. Rồi chúng ta đã con này vô tình đúng luôn. Nếu con này chưa đúng thì bạn cũng đưa lại y như vậy là đúng. Rồi bây giờ mình chỉ cần di chuyển cái này một cái nữa là xong. Cái công thức nãy mình nói rồi. Con này sẽ qua đây, con này qua đây, con này về đây. R. U. R. U. R. U. D. R. U. R. U. R. D. Rồi chúng ta đã xong. Còn lại là chúng ta làm những cái viên góc nhỏ trong này. Giờ màu trắng. Màu trắng ở đây thì mình để cái đường nào cho cái màu trắng nó về ha. Ở đây. Mình đem xanh này qua đây, trắng nhảy lên đây, trắng này nó về lại đây, được cái màu trắng. Mình làm phía bên tay trái ha. L. L. U. L. U. L. D. L. U. L. U. L. D. B. L. D. L. D. L. U. L. D. L. D. L. U. À, B. À, chúng ta được cái một màu trắng. À, quay đầu này xuống đây. Để ta giải quyết cái màu trắng ở dưới này. Mình cho cái này qua đây. Cái này lên đây. Trắng này xuống đây. Được cái màu trắng và được cái màu xanh. Cái màu xanh này nó trên này lên này nó như cũ. Bây giờ bên này lại R ha. R. U. R. U. R. Đi. R. U. R. U. R. B. Rồi, B. R. D. R. D. R. U. R. R. U. R. R. D. À, đúng chưa ta? Có chừng lộn. R. D. R. U. R. B. À, đúng rồi. Còn cái màu trắng nữa. Ở đây. Trắng này nó nằm ở dưới này. Không thể nào nó qua đây được. Được rồi. Đây. Được, được. Để cái gì? Trắng này nó sẽ qua đây đúng cái trắng. Cam này lên đây đúng cái cam. Xanh này về đây đúng được cái xanh luôn. Giờ L. L. U. L. U. L. D. L. U. L. U. L. D. B. L. D. L. D. L. U. L. D. L. D. L. U. B. Đó, trả lại. Rồi, còn 3 viên thôi. 3 viên này thì mình đi qua đây. Này, hy sinh con trắng này đập vô đây để được con cam, rồi lát mình trả con trắng lại sao. R. U. R. U. R. Đi. R. U. R.
ui r d b r đi r d r ui r đi r d r u trả cái b lại đó, trả lại rồi xong rồi này. Mình đem con này qua đây, con này lên đây và con này xuống đây, hai lần là xong. Còn làm hai lần nữa. R U R U R D R U R U R D B R D R D R ui R D R D R U và B. Đó. Rồi làm cái nữa là chúng ta xong, trắng nó sẽ về đây, xanh nó sẽ qua đây, xanh này lên R U R U R D R U R U R D B R D R D R U R D R D R U. Rồi. Vậy là chúng ta đã giải xong cái lớp ở trong. Còn lớp ở ngoài thì dễ lắm, bạn dùng cuboid để giải. Thì ở dưới dưới là vàng đúng không? Thì mình đưa cái cạnh vàng này xuống. Đưa cạnh vàng này xuống thì đơn giản lắm, chỉ cần đem lên và đem xuống thôi. À, đem này lên, đón con vàng vô, trả xuống. Ở đây nữa phải không? Hất nó qua, đem chỗ này lên, lên đây đón con vàng vô, đem lên, đón con vàng vô, trả xuống. À, vậy là xong. À, đối với lại cái con ở trên này, cái này vô tình nó đúng thôi. Còn nếu như mà không đúng thì bạn dùng cái này R U R U R R R U R U R làm gắn lại cái viên. Thỉnh thoảng nó hay xuất ra. Đó. Ví dụ như bạn có một còn một viên hoặc là hai viên để mình đem lên viên nữa. R U R U R R U R U R. Khi mình giải cạnh xong mà đem cái góc này xuống rất là dễ. Ví dụ như bạn đem hai cái góc vàng này xuống dưới, thì nếu có hai con á thì bạn đưa trúng hai con luôn cùng lượt, còn không thì bạn đưa cái tím xuống rồi bạn đưa cái vàng xuống để nó lật cái này lại. Bây giờ đưa cái vàng này xuống rồi mình đưa tiếp cái vàng kia xuống để hai cái cùng cái nó lật cái này lại luôn. R U R U R. Rồi một cái vàng đã xuống, nó lật cái này lại rồi nè. Rồi đem cái vàng này qua luôn. R U R U R. Đó, hai mặt này rất là đơn giản. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Con này nếu mà áp dụng công thức thì giải cũng dễ lắm các bạn.